Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Ngọc Chi xin giới thiệu cho quý vị và tất cả các bạn một dòng máy rửa xe Osima OS120. Thì thương hiệu Osima là một thương hiệu máy rửa xe được nằm trong top 5 thương hiệu máy rửa xe uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Bây giờ Chi sẽ cùng tìm hiểu các phụ kiện đi kèm theo máy bên trong của máy rửa xe Osima OS120. Thì đầu tiên, đó là một dây hút nước dài đến 1,5m. Và một đầu của đồ lọc rác, chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào bên trong xô nước để có thể hút nước lên. Và đầu còn lại là khớp nối nhanh, quý vị sẽ cắm vào trong thân máy. Chỉ cần nghe một tiếng tách là được. Còn đây là dây xịt cao áp của máy rửa xe Osima OS120, dài đến 8m, có thể xịt sâu những nơi ngõ ngách. Và một đầu thì mình sẽ lắp vào súng phun nước. Đầu còn lại, Chi sẽ lắp vào bên trong của thân máy. Và bây giờ, công đoạn lắp ráp đã xong. Trong một thời gian ngắn thì Chi có thể lắp ráp hoàn thành. Và sau đó thì Chi sẽ bắt đầu cắm điện và bật công tắc lên. Sau đó Chi sẽ thử test máy. Và Chi sẽ thử test đầu tiên là tia thẳng của máy để đưa vào những nơi ngõ ngách của xe cũng như là những chỗ dơ nhất. Với con máy này thì công suất lên đến 1500W, áp lực nước phun là 120 bar và lưu lượng nước là 7 lít/phút. Thì máy chuyên dùng cho dòng điện một pha gia đình 220V, rất là mạnh. Và tiếp theo thì Chi sẽ bắt đầu điều chỉnh dạng phun của máy thành tia xè để có thể xịt vào thân máy của mình, đảm bảo máy không bị chóc sơn. Và hiện tại thì Chi thấy cái nền xi măng của mình rất là dơ nè. Và Chi sẽ thử xịt con máy rửa xe Osima này xem là máy có thử mạnh không nhé. Chị thấy nó đã loại bỏ được tất cả đất trong rêu trên bề mặt. Máy chạy rất là êm luôn quý vị ơi. Sau khi chị dùng máy rửa xe Osima OS120 để tự tay rửa xe của mình, thì chị thấy rằng trong quá trình xịt rửa rất là sạch sẽ, cũng như là máy chạy êm ái và bền bỉ. Ngoài ra, với áp lực nước phun là 120 bar, thì chúng ta có thể dễ dàng xịt rửa nền xi măng của mình được sạch sẽ và loại bỏ rong rêu. Và nếu như quý vị muốn mua hàng thì xin quý vị hãy để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận để nhân viên của Thế Giới Máy sẽ gọi lại cho quý vị và hỗ trợ mọi thắc mắc của quý vị. Hơn thế nữa thì khi mua hàng tại Thế Giới Máy, quý vị sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng và giá cả phải chăng. Đồng thời, với dòng máy rửa xe Osima OS120 này, quý vị sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng với chế độ vận chuyển toàn quốc